Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6, ngày 30 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay thủ đô Berlin, và có một điều bắt đầu diễn ra ở Việt Nam, đó là việc Việt Nam quyết định từ bỏ các thiết bị 5G của Huawei, và có một điều mà phía Trung Quốc bắt đầu đưa ra những tín hiệu rất rõ ràng, đó là tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm 29 tháng 8 nói rằng nếu Việt Nam bị loại Huawei ra khỏi danh sách tham gia xây dựng mạng 5G thì điều đó sẽ rất tệ hại cho Việt Nam. Và bài báo đó đã được nhiều báo quốc tế trích dẫn đăng tải lại, và cái điều rất rõ ràng là tờ báo Đảng Cộng sản của Trung Quốc hôm đã nói như vậy, thì có nghĩa là đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang chọn phe giữa phe Mỹ và phe Trung Quốc. Và với những cái thông tin mà các bạn nhận được trong thời gian vừa qua, và với việc Việt Nam từ chối cái công nghệ này, cũng như một số nước khác đã từ chối những công nghệ của 5G của Huawei vì họ lo lắng lý do an ninh, vì có tất cả những cái vấn đề như an ninh quốc gia, những cái thông tin trao đổi với nhau thì rất có thể sẽ bị tập đoàn Huawei dùng những cái kỹ thuật của mình chuyển toàn bộ về Trung Quốc, và điều đó rất tai hại, bởi vì những cái điều mà những cái bảo mật thông tin cá nhân và những cái hoạt động của chính quyền, chính phủ các nước sẽ bị đe dọa một cách rất nghiêm trọng. Và bên cạnh đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo, đây là một cái tờ trước đây từng có tên là Hoàn Cầu Văn Đàn, là một nhật báo khổ nhỏ tại Trung Quốc. Tờ báo này được quản lý bởi Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì cái tờ này nó giống như là một cái tờ báo Nhân dân của Việt Nam, tức là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và khi tờ Hoàn Cầu Thời báo đã nói ra cái điều đó thì có nghĩa là gần như chúng ta có thể thấy rằng đây là quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đối với Việt Nam, khi Việt Nam không sử dụng cái công nghệ 4G và 5G của ở Trung Quốc nữa. Và đây là hình ảnh mà bài báo ở trên tạp chí là Global Times, tức là Hoàn Cầu Thời báo, đã đăng tải về việc này, và nó đã gây chấn động rất lớn, bởi vì Việt Nam là một nước cũng có nhiều cái quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nhưng bây giờ đã khẳng định rằng có thể độc lập trong cái việc phát triển cái hệ thống viễn thông của mình và sử dụng những công nghệ của nước khác mà không phải Trung Quốc. Thì đấy là cái điều mà Trung Quốc khá bất ngờ, và họ đã đăng tin liên tục. Và cái tờ Hoàn Cầu Thời báo này đã cảnh báo Việt Nam nếu mạng 5G của Huawei bị loại vì lý do địa chính trị thì đây sẽ được xem là một tín hiệu cho thấy Hà Nội đang chọn giữa phe Trung Quốc và phe Mỹ, và kinh tế của Việt Nam sẽ bị Trung Quốc đe dọa, là ảnh hưởng nghiêm trọng về việc này. Và đây là một số cái bài báo khác cũng bắt đầu đưa tin rất nhiều về cái việc này. Đây là tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đã đưa vào ngày 27 tháng 8 về cái thông tin khá quan trọng này. Và với tiêu đề họ ghi rằng là Việt Nam xa lánh Huawei khi họ tìm cách xây dựng mạng 5G đầu tiên ở Đông Nam Á. Đấy, thì tờ báo này rất quan trọng và được rất nhiều người xem, và cũng rất uy tín trên cái báo chí quốc tế. Tờ Hoàn Cầu Thời báo khẳng định là Việt Nam không thể thoát được chung dựa vào tình trạng phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ các nước của Việt Nam hiện nay. Tất nhiên khi Việt Nam sản xuất những mặt hàng để tiếp tục xuất khẩu đi, thì ngay từ mũi kim, sợi chỉ và vải và nhiều cái sản phẩm khác, phụ phẩm khác thì phải nhập từ Trung Quốc và tiếp tục xuất đi. Nhưng có một điều rằng phía Trung Quốc chắc chắn cũng phải hiểu là khi các doanh nghiệp kinh doanh với nhau thì doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất ra những mặt hàng đó thì họ phải bán ra nước ngoài, và Việt Nam là một trong những khách hàng như vậy. Và nếu mà Trung Quốc không chịu bán những sản phẩm đó thì có thể cũng là cái thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp Trung Quốc, cho những cái người dân Trung Quốc và những cái đầu tư tại Trung Quốc khi không bán được hàng. Và đặc biệt và khi mà hiện nay Trung Quốc đang đối diện với cuộc chiến thương mại rất mạnh mẽ từ Mỹ và nhiều nước khác đang có cái công tác bảo hộ thương mại, vì hàng Trung Quốc sản xuất ra rất rẻ, và với lý do họ đã ăn cắp bản quyền, ăn cắp công nghệ của những nước dân chủ và tự do để họ sản xuất ra mặt hàng giá rẻ hơn và bán đi khắp nơi, thì đấy là một cái sự kinh doanh và không công bằng. Và cái việc tờ Hoàn Cầu Thời báo là một tờ báo trực thuộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng là Việt Nam không thể thoát được chung, thì có nghĩa rằng một cái điều hiểu ngược lại là một điều là Trung Quốc cũng đang rất sợ Việt Nam thoát khỏi Trung Quốc. Bởi vì ở châu Á thì có hai nước, đấy là Trung Quốc và Việt Nam, gần sát nhau và cùng thể chế cộng sản. Khi Việt Nam trở thành một cái nhà nước dân chủ và tự do như các nước khác như xung quanh như đại, thì lập tức là Trung Quốc sẽ chỉ còn đứng độc thân, đứng một mình ở khu vực đó, thì cái việc mà Trung Quốc chống chọi lại với những cuộc chiến thương mại, với lại những thể chế dân chủ tự do khác thì sẽ khó khăn muôn phần.
và Việt Nam đương nhiên là có thể có quyền và có thể tìm thêm những cái bạn hàng cung cấp sản phẩm khác, dịch vụ khác để Việt Nam có thể sản xuất và xuất khẩu tiếp đến những nước khác. Và tất nhiên khi Việt Nam trở thành thể chế tự do dân chủ thì những cái của doanh nghiệp và những cái người kinh doanh ở Việt Nam chắc chắn sẽ tìm được những con đường đi tốt hơn cho cái hoạt động kinh tế của mình. Và tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng cảnh báo Việt Nam tiếp tục là nếu Việt Nam muốn trở thành một cơ sở chế biến của Mỹ thì nước này cần sự hỗ trợ của các nhà cung cấp Trung Quốc. Và đương nhiên, trước hay sau thì những nhà cung cấp tại Trung Quốc sản xuất thì đều phải có những cái đơn hàng từ các nước, và tất nhiên Việt Nam cũng là một khách hàng. Thì nếu Trung Quốc hợp tác thì tất cả các nước đều có lợi trong cái chuỗi sản xuất để cùng xuất khẩu những sản phẩm của mình. Và tiếp theo là kể từ khi thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc diễn ra, hàng loạt các công ty ngoại quốc và cả Trung Quốc đang chuyển dần cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh thuế của Mỹ đánh trên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Và điều này hoàn toàn đúng, bởi vì vừa rồi các bạn cũng đã chứng kiến trên những cái trang truyền thông và trên những cái phương tiện trong nước nói rất rõ là việc có rất nhiều những công ty từ Trung Quốc đã sang tìm đất, tìm những cái khu công nghiệp để thuê và để họ chuyển dần sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam với lý do là nhân công Việt Nam đương nhiên là còn rẻ hơn Trung Quốc, và quan trọng hơn nữa là với những cái đánh mức thuế rất cao từ 20 đến 25% thậm chí 30% mà Mỹ đánh vào sản phẩm của Trung Quốc thì đương nhiên là họ sẽ bị khó khăn khi tiêu thụ trên thị trường của Mỹ. Và cũng tờ báo tiếp theo hôm nay cũng đăng tin tiếp, đó là tờ Breitbart, cũng tờ báo rất uy tín, đã đưa tin nói rằng là Việt Nam nói không với thiết bị 5G của Huawei Trung Quốc. Và đây là cái thực sự là một cái chấn động rất lớn trên cái truyền thông quốc tế cũng như trong nước. Và sự kiện chính thức loan báo loại bỏ tập đoàn Huawei ra khỏi việc xây dựng mạng 5G của Việt Nam khiến cho giới quan sát quốc tế cho rằng Hà Nội đang âm thầm đứng về phía Mỹ trong lúc Hoa Kỳ đang áp lực tất cả các quốc gia không làm ăn với Huawei vì lý do an ninh. Và điều này không phải chỉ có Việt Nam mà ngay cả ở Đức, ở đây chúng ta cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua rất nhiều những cái cuộc tấn công mạng và ăn cắp dữ liệu đã được xác minh rằng là được xuất phát từ Trung Quốc, và có thể đứng phía sau đó là những cái lực lượng quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc hoặc là những cái doanh nghiệp Trung Quốc thuê những cái cá nhân hoặc là những tổ chức chuyên đột nhập để ăn cắp dữ liệu khách hàng và ăn cắp công nghệ để về sản xuất ở Trung Quốc. Thì cái đấy là lý do mà nhiều nước châu Âu và thế giới hiện nay đang rất dè chừng khi sử dụng những công nghệ của Trung Quốc, bởi vì nó có thể bị cài bất cứ phần mềm hoặc là những phần cứng mà có bất lợi cho những người sử dụng. Và Trung Quốc tiếp tục cảnh báo thêm nếu Việt Nam loại Huawei ra khỏi danh sách tham gia 5G vì những cân nhắc về địa chính trị, đây sẽ được coi là một tín hiệu cho thấy Việt Nam đang chọn phe Mỹ trong thời gian tới. Và đây là nhận định của tờ báo Hoàn Cầu, cũng là cái quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiết lộ thông qua cái thông tin này. Và chúng ta cũng theo dõi thêm trong thời gian tới sẽ diễn ra như thế nào đối với việc đấy. Và thời gian gần đây thì các bạn cũng đã chứng kiến rất nhiều một số cái cán bộ lãnh đạo cấp cao và rất cao hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cảnh báo đầu tư từ Trung Quốc có thể sẽ đem lại những cái bất lợi cho Việt Nam. Và cụ thể là nhất là cái người đứng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi mà ông đang còn sống thì ông đã phản đối dự án Bauxite Tây Nguyên. Và đây hình ảnh mà các bạn có thể thấy ông đã có những thông tin như vậy. Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại mới gửi thêm một lá thư tới cho Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị dừng dự án Bauxite Tây Nguyên. Theo ông nói, nó sẽ tác động lớn đến môi trường, sinh thái, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đến phát triển ổn định, bền vững của đất nước Việt Nam. Thì quả thật các bạn cũng đã thấy trong thời gian vừa qua thì cái dự án Bauxite Tây Nguyên nó đã đem lại cái sự ô nhiễm môi trường rất lớn đối với những người dân ở đó, và rất nhiều người trong cái thời gian vừa qua đã phải di rời ra khỏi cái vùng mà họ đã sống, và cái lợi nhuận mà nó đem lại không đáng kể, thậm chí là lỗ. Nhưng chính phủ Việt Nam thời gian vừa qua vẫn ký cho Trung Quốc làm. Và hiện nay đó là cái điều mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cảnh báo từ lâu. Và cái hậu quả đến ngày nay vẫn tiếp tục, Việt Nam vẫn đang phải chịu. Và những cái chất thải bùn đỏ ở trên Tây Nguyên đã nhiều lần nó bị tràn ra, và điều đó sẽ gây hại, rất hại cho môi trường, đến sức khỏe của hàng trăm nghìn, hàng triệu người dân ở phía dưới. Và đó là cái giá rất đắt mà Việt Nam phải trả trong cái việc mà hợp tác với Trung Quốc. Và ngoài ra có một cái người vị nữa là cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng đã lớn tiếng lên án nhà thầu Trung Quốc về dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Và cái điều đó thì các bạn cũng đã thấy trong những cái đoạn phim của VTV1 phát trước đây khi ông Đinh La Thăng đang còn đương chức. Và hiện nay thì ngay
cái điều cảnh báo của ông Đinh La Thăng vẫn là một thực tế rõ ràng, đó là việc nhà thầu Trung Quốc đã làm việc một cách không chuyên nghiệp, và dự án đó cho đến nay vẫn dường như là đang đi vào bế tắc. Và chất lượng công trình thì qua những phản ánh của cộng đồng mạng xã hội cũng như báo chí trong nước thì rất tệ, với những cái chất lượng càng ngày càng xuống cấp, và dự án vẫn chưa đưa vào hoạt động mà Việt Nam đã vay rất nhiều tiền của Trung Quốc và đội vốn rất lớn, và hàng năm Việt Nam vẫn phải trả một số lượng tiền khổng lồ cho Trung Quốc mà mặc dù dự án chưa thể được đưa vào sử dụng. Thì đây là cái điều mà ông Đinh La Thăng đã nói trước đây, và tất nhiên thì số phận của ông Đinh La Thăng các bạn cũng đã biết. Với những cái người mà phản đối Trung Quốc như ông Đinh La Thăng thì đã có những cái phán quyết đưa ông vào những cái tội mà rất khó có thể biết được là pháp luật Việt Nam đã xử lý như thế nào, và ông ta đã phải chịu mức án là 30 năm tù và phải bồi thường 600 tỷ. Và hiện nay ông Đinh La Thăng đang ngồi trong tù. Và ngoài ra bên cạnh đó còn về lực lượng công an thì có Thiếu tướng Trương Gia Long đã chỉ ra lực lượng tình báo Trung Quốc đã được cài cắm hàng trăm người vào các cơ quan của Đảng và Nhà nước, cũng như mua chuộc nhiều cán bộ khác để làm việc cho họ. Và đây là hình ảnh mà video mà các bạn cũng có thể thấy ông Thiếu tướng Công an Trương Gia Long đã đăng tải trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên sau cảnh báo này nó làm rung động Việt Nam, và ông Thiếu tướng Trương Gia Long đã phải về hưu, và cho đến nay thì chúng ta không nhận được biết được những thông tin mới của ông có cuộc sống như thế nào. Và đấy là một số phận của một trong những người dám nói thẳng, nói thật, đứng lên nói và phản đối Trung Quốc khi họ làm những cái công việc mà sai trái như vậy, và cảnh báo Đảng và chính quyền, chính phủ Việt Nam về cái việc Trung Quốc càng ngày càng can thiệp sâu vào cái chính trị, vào xã hội và mọi mặt đời sống của Việt Nam. Và cuối cùng là trong lúc Trung Quốc đang dùng tàu thăm dò hộ tống xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và quốc tế lên án rất mạnh mẽ, nhưng họ vẫn làm điều đó, thì chỉ rõ Việt Nam cần hết sức đề phòng để không tránh bị bất ngờ như khi Trung Quốc đưa quân tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc hồi năm 1979 và giết hại hàng chục nghìn phụ nữ, trẻ em, người già và lực lượng dân quân du kích cũng như bộ đội Việt Nam đang đóng quân ở đây. Và hy vọng với những cái cảnh báo này và với những cái thông tin mà chúng tôi cung cấp và quốc tế đã lên tiếng, thì chính quyền và chính phủ Việt Nam cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam cần hết sức tỉnh táo trước người đồng chí Trung Quốc của mình, bởi vì họ sẽ dùng tất cả mọi biện pháp để níu kéo Việt Nam ở lại thể chế xã hội cộng sản, cũng như tiếp tục đi xây dựng chủ nghĩa xã hội, cái con đường mà theo như phát ngôn của một số cái quan chức cấp cao của Việt Nam thì làm gì có chủ nghĩa xã hội mà tìm, thì chúng ta đã thấy trong thời gian qua. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6, 30 tháng 8. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Và các bạn hãy để lại những bình luận sau video này cũng như chia sẻ cho nhiều người cùng biết, để chúng tôi có thể được phục vụ các bạn trong thời gian nhanh nhất với những thông tin trung thực nhất. Và chúc các bạn và gia đình một buổi cuối tuần hạnh phúc và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn.